hàng son một thua lệ ngồi, lòng nghe tự hỏi trong tôi bao năm còn mãi không quên, lòng muốn hát câu chuyện tình. Hát câu chuyện tình, một chương trình hoàn toàn mới kết hợp giữa talk show và ca nhạc với chủ đề duy nhất là tình yêu. Những câu chuyện tình muôn màu muôn vẻ sẽ được dẫn dắt bằng sự đồng cảm, cách nhìn đa chiều của MC Quyền Linh và các nghệ sĩ Kim Xuân, Trung Dân, Xuân Lan, Tiến Luật và Cát Tường, vui tươi hay buồn chán, xung họp hay chia lìa, đau khổ hay hạnh phúc. Mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới hát câu chuyện tình. Tụi mình chắc có duyên nợ với nhau, nên dù đã chia tay nhau 10 năm nhưng mà anh thấy là anh còn nợ em. Chuyện tình cảm, chuyện công việc, tất cả mọi thứ luôn luôn sẽ có cách giải quyết. Nhưng cái vấn đề trước mắt của em là em phải giữ em bé trước đã. Chửi đi thôi, giận nhau xong rồi đi một đoạn xong quay lại. Không nỡ để một người mà người con gái mà một mình mà lo toan hết cái quán đó được. Nhan sắc của em là đàn ông thì mê đắm, đàn bà thì ganh tị, con nít thì sợ hãi nha. Em chào quý vị. Cầu tre làm quen băng qua kinh đôi tình miền quê, buồn vui dẫn trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Câu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em thôn bên này. Câu tre tích tích tình tang, câu tre tăng tình 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 rằng nhớ ở đây. Thương nhau mà thương nhau, cười áo cho nhau. Răng thưa, răng thưa, qua cầu gió bay. Nhờ anh em tôi qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Trăng trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mai cho dù sống cạn đã mòn, thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Lòng mong mai cho dù sống cạn đã mòn, thì cầu kia muốn kiếp vẫn còn. Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với hát câu chuyện tình. Chúng ta vừa đến lúc bài hát mấy nhịp cầu tre sáng tác của Hoàng Thị Thơ với phần trình diễn của Đông Quân và Thúy Nga. Và bây giờ chúng ta chào đón các nghệ sĩ của chúng tôi.
Xin chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Chào đón nghệ sĩ Trung Dân. Chào đón nghệ sĩ Cát Tường. Và chào đón nghệ sĩ Tiến Luật. Xuân Lan bữa nay là đang đi tìm câu chuyện rồi à, nhắn với Quỳ Linh là thôi để bốn người kể đi, Xuân Lan tuần sau sẽ kể tiếp. Rồi thưa quý vị, những người nghệ sĩ chúng tôi luôn luôn đầy cảm xúc và cũng có thể khóc, cũng có thể cười, cũng có thể chia sẻ quý vị những câu chuyện để cùng quý vị đến với những thăng hoa của cảm xúc. Ngày hôm nay vẫn thế, một tràng pháo tay chào đón các nghệ sĩ chúng tôi. Mời các anh chị trở về vị trí chuẩn bị kể chuyện. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Câu Chuyện Tên. Hãy cười lên đi cho nó vui rồi, chuẩn bị cảm xúc dâng trào đây. Câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện nào cũng cảm xúc quý vị. Trung Dân sẽ tiếp tục kể chúng tôi nghe những câu chuyện như thế. Mời Trung Dân. Rồi, câu chuyện của Trung Dân ngày hôm nay là câu chuyện như thế nào? Thưa với quý vị, thưa với Quyền Linh, có một con người họ sống ở miền Đông Nam Bộ. Quê hương của họ là có một ngọn núi. Nhưng mà một con người sống ở vùng đất có ngọn núi đó, cái tình yêu của họ đối với cải lương cao hơn cả ngọn núi đó. Wow. Anh ấy sống trong một cái gia đình cũng không được giàu có, nhưng mà mê cải lương. Cha anh ấy thì biết hát cải lương, nhưng mà không muốn cho anh ấy đi theo cái nghiệp hát sướng. Có một lần là anh ấy gặp một cái người quen và dắt anh ấy đi vô một cái đoàn hát để mà xem hát. Thì anh ấy ngâm nga và cái sự say mê nó tới dồn dập. Và anh quyết định anh chọn con đường đi biểu diễn, đi hát cải lương làm cái sự nghiệp của anh. Bước đầu thì anh đến với cải lương, anh hát những cái bài bản nhỏ thôi. Sau này dần dần thì anh tập, anh vô những cái giai và anh diễn có những cái giai rất là hay. Mà giai đoạn đầu nói về tình yêu của anh này thì một cái bà chủ quán có một cái cô con gái bán nước. Cô ấy cũng biết ca và hai người cùng ca cải lương. Thế là tình yêu của họ nảy nở và vài năm sau họ kết hôn. Wow. Đẹp lắm. Tình yêu đến từ cải lương đúng không? Đúng. Bây giờ thì tôi sẽ không nói thêm về cái nhân vật đặc biệt này nữa. Tôi chỉ bật mí một chút xíu là nhân vật này họ là cư dân sống ở ngọn núi Bà Đen, Tây Ninh. Đúng. Bây giờ mọi người hãy nghe tiếng hát của nhân vật này rồi sẽ đoán được người đó là ai. Xin mời. Vì em, vì nơi xa từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thắm ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi em. Cả đêm làm sao quên được phút giây xuân vầy, cậu mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Cậu mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Thức
tròn đêm nay để nhớ về em yêu, dầu nhờ người em gái nhỏ anh thương, có mái tóc quyên nhung và nụ cười hiền rạng rỡ, nhớ tiếng nói lành lọt như chim sơn ca, nhớ dạng em đi dịu dàng tha thước, nhớ ánh mắt lung linh như muộn nội cùng anh bao điều sâu kinh tần đại tim mà mình. Ánh mắt lung linh chán chữa biết bao tình, lời dạ từ làm tim anh sao xuyên, xa em rồi lòng trống trải cô đơn, dò dò một mình nhớ thương thương nhớ, đêm tàn trăng rùng đêm sao rơi, không biết đã mấy cánh rồi mà lòng anh không nguôi thương nhớ. Trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em nhớ em, tất cả vì em. Đẹp bằng lúc ta xuân vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Đêm tối qua rồi bình minh rực sáng, còn gì vui hơn ta bên nhau hát khúc chung tình. Mây cũng treo, mấy sóng cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương em chẳng ngại phong ba, thương em anh quý, rước em về nhà cùng anh. Dạ, xin chào anh Châu Thanh. Bây giờ thì anh bật mí thêm về cái chuyện tình của anh trong cái chương trình Hát Câu Chuyện Tình này anh. À, trước khi bước vô câu chuyện thì Châu Thanh cũng xin chào tất cả quý vị. Và đặc biệt nhất là xin chào tất cả anh em đồng nghiệp của mình. Coi như trong chuyện tình thì thường thường ông bà mình có câu là tuổi trẻ thì sống với tương lai, người già hoặc là sồn sồn như mình thì sống với lại dĩ dãng với kỷ niệm. Thì Châu Thanh không thể nào quên được cái ngày đầu mà Châu Thanh quen với bà xã mình đó. Là tại nhà bà xã ở tại Bến Xe về Tây Ninh. Thì mỗi lần về đó thì Châu Thanh thường hay ghé vô quán nước, thấy bà xã sao mà cô này dễ thương quá. Cái mình mới từ từ làm quen. Mà đặc biệt là nhờ hơn là bà xã biết ca nữa. Rồi mình có cơ hội mà, có cơ hội làm quen là tại mình cũng ca. Cái đặc biệt nhất là mình muốn được quen với cổ thì mình phải làm quen với lại bà ngoại cổ. Đó mới khó đúng không anh? Nữa là khó hơn nữa. Tại bà ngoại thích nghệ sĩ lắm. Rồi cái gì vậy cho nên cái Châu Thanh được ưu ái rất nhiều. Thí dụ như anh chinh phục được bà ngoại nè, được má vợ nè, nhưng mà lúc đó thì tình cảm giữa anh với bà xã anh là có sâu đậm chưa? Lúc đó thì chưa sâu đậm lắm. Tại bà xã rất nhiều người cũng như là theo đuổi á. Theo đuổi. Dạ. Mình thì lúc đó thì đâu có cái cửa gì đâu. Tại mình là đang đi mới vô là trong cảnh cánh hát, mình chỉ là quân sĩ thôi. Tiếp tục theo đó thì dần dần mình cũng cũng tìm cách nào đó để mời bà xã đi ăn kem hoặc là đi uống cà phê. Lúc đó thì Châu Thanh chỉ có chiếc xe đạp thôi. Nhưng mà bà xã thì có lúc có xe BC. À. Cái bà xã nói đi xe đạp sao được, thôi đi BC đi.
Trời, mình nghe mình cũng mừng được chở người đẹp của mình đi rồi ha. Thì ra đó rồi từ từ dần dần cái tình cảm đã đến. Thời gian quen nhau thì cũng khoảng chừng 2 năm á. Rồi sau cái làm đám cưới. Đám cưới xong rồi bắt đầu cái gia đình mới khăn gói ra miền Trung đi hát. Chị ấy là cành vàng lá ngọc. Thì khi về sống chung vậy đó rồi chị chỉ có chiều, có thương, có quý không? Hay là chị có lên mặt với anh Châu Thanh không? Châu Thanh nhớ là những ngày mà mình đầu thì nó rất là vui. Nhưng sau thì nó có những cái chuyện buồn là thế này. Là tại vì Châu Thanh nhà mình ở dưới quê mà, là dân làm ruộng. Mình mong sao có được cái phương tiện để giúp cho cha mẹ. Nhưng mình ngại, mình không dám nói với vợ mình. Không có nói, nhưng mà vợ thì đúng ra mình cũng thông cảm hiểu là tại vì cô lớn lên trong gia đình mẹ rất là cưng. Tất cả đều có người lo hết. Vì vậy cho nên cái sự quan tâm đến cái hạnh phúc gia đình phần đông là không có hiểu được tâm trạng của người đang đối diện với mình. Vì vậy cho nên mình buồn quá rồi cái mình chia tay. Chia tay mình bỏ lặng lẽ trở về quê. Má vợ cũng không biết. Rồi gia đình mình cũng không biết tại sao mà ủa sao vậy con? Sao tụi con phải chia tay nhau rồi tại sao vậy? Hồi đó mình còn ông ngoại thương lắm. Ông ngoại nói bây giờ nghe là ngoại, tụi con phải trở về với nhau đi. Lần sau mà nếu mà trường hợp như mà gia đình mà không có còn cái sự mà quan tâm, vợ con không thân tâm nữa thì ông ngoại cho con về luôn. Vì vậy cho nên mình trở lại với bà xã. Cái lời đầu tiên mà anh nói với chị là như thế nào anh? Xa nhau vậy đó, giận ào ào ạt ạt rồi hay vậy, chúng mày gặp lại cũng quên hết rồi. Quên rồi, vài bữa chọc giận cái là giận nữa. Ôi tụi trẻ, nó còn nóng nổi quá. Nó không có cái sự chia sẻ với nhau. Rồi từ đó lần nữa thì Châu Thanh lại chia tay với bà xã. Chia tay lúc đó thì Châu Thanh được 2 đứa con. Một đứa con trai thì mình nuôi, còn bà xã thì nuôi là Châu Ngọc Linh. Thì lúc đó Châu Thanh bắt đầu đi ra ngoài hát. Thì lúc đó Châu Thanh mới về đoàn Trung Hiếu đó quý vị. Thì cũng được tổ nghiệp thương cho mình trong một cái vai diễn là Vụ án Mã Ngu đó. À, đó. Thì từ đó mình có phương tiện đầy đủ cho gia đình hết. Mình lo cho cha, cho mẹ. Anh Châu Thanh là lúc mà Vụ án Mã Ngu đó là xuất hiện là anh ấy một thần tượng của tất cả mọi người. Anh về quê mình chui lỗ chó vô mình coi mà. Mình còn nhớ là anh cầm cái nón xuống với khán giả đó là lúc mà anh hát là quán thang kêu gào biết cùng ai sớt chia nỗi niềm ơi người ơi trách ai bây giờ ơi người ơi trách ai bây giờ. Hay quá. Đúng không anh? Đúng rồi. Nè coi anh lên, coi ảnh lên câu giọng cổ hơi dài của Vụ án Mã Ngu nè. Đang chờ đó, bây giờ tôi hát là mồi thôi. Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lô làm chi, còn dân dương làm gì, ai thật lòng hơn ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại, anh yêu giùm em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt từ đây. Anh nữa mà chỉ cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa tiền. Vì lát nữa đây giữa hai ta mỗi đứa một phương trời diệu diện, thì em ơi lưu luyến mà chi yêu thương để làm gì, rồi tình cùng chia ly. Về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chi cho mắt lệ rưng sầu. Lần này nữa thôi ta vĩnh biệt nhau rồi,
Trời ơi vậy mà bấy lâu tôi cứ thầm thương trộm nhớ và cứ tưởng rằng cuộc tình này mãi mãi bên nhau. Nhưng có ngờ đâu định số trớ trêu đời hai ta chia xa trong đau đớn nghẹn ngào. Lần này nữa thôi rồi chia xa mãi mãi. Người yêu ơi anh đau buốt trong lòng. Sao vậy nghe thật lớn, nó nhức nhối với sao luôn. Hôm nay là anh bị khan tiếng đó nha, anh không hát được cái vụ án Ba Ngu kìa. Rồi xong cái thì Châu Thanh có tâm nguyện là mình định là 40 năm, đúng 40 tuổi mình đi xuất gia. Nhưng mà đúng là duyên nghiệp, duyên còn. Đâu có ngờ là mình gặp lại bà xã mình sau 10 năm. Bữa đó sinh nhật Châu Ngọc và Linh, cái Châu Linh mời ba, rồi mình thương con lắm. Nghe nói con nó thường hay là đến chùa để cầu nguyện cho ba mẹ ở lại với nhau. Thì Châu Thanh nghĩ thế này, nếu như mình đi tu, một thằng trai rồi con gái mình không được sự dạy dỗ của mình thì như vậy thì mình còn mang tội thêm nữa. Mình suy nghĩ như vậy rồi cái mình gặp lại bà xã mình, sau 10 năm nay em không lấy chồng. Cái bà nói tại vì chưa gặp người hợp ý chứ không phải đợi ông. Đúng là cây đa cũ bến đò xưa, tình cũ hôn rượu cũng tới nha. Cái Châu Thanh thấy bây giờ trong cái niềm vui này chắc có thể là mình hỏi là có chịu ở lại với mình không. Dạ. Hỏi cái bây giờ nếu như tôi ở lại với em có đồng ý không? Thấy bà cười bẽn lẽn thì mình nghĩ chắc có lẽ là lầm thinh là đồng ý rồi. Cái mình là mùa hẹn mà đi ăn uống rồi chơi, rồi cái sau đó mình đóng vai tuồng, mình làm bộ như mình bị bệnh vậy đó. Nó bệnh quá mà lúc này không có đi hát được, không có tiền. Em có tiền không cho mượn đỡ về cây. Cái không nói gì hết, bà làm thinh. Cái bữa sau bà nói mai có rảnh không đi ăn sáng, rồi cái là bà đưa cho mình mượn. Là mình thấy mình an tâm, vì trong tình yêu phải có sự san sẻ. Yeah. Mà không còn nghĩ gì cái tiền vật chất nữa thì mới có thể là mới tình yêu chân thật. Rồi sau cái mình làm bộ mình mượn nữa, rồi cần nhiêu nữa để chắc 5 cây nữa đi. Cái bà nói được rồi. Rồi từ đó Châu Thanh thấy là bây giờ đã biết lo cho nhau rồi, nó không còn bồng bột như cái hồi trẻ nữa. Rồi xong cái Châu Thanh ngỏ ý giống như cầu hôn lại. Cầu hôn lại. Cầu hôn lại. Và anh nói cái gì để cầu hôn lại? Thanh nói là tụi mình chắc có duyên nợ với nhau, nên dù đã chia tay nhau 10 năm nhưng mà anh thấy là anh còn nợ em. Ngoài cái nợ 10 cây vàng ra còn nợ cái tình, cái nghĩa nữa ha. Một câu chuyện phải nói cũng đầy sóng gió, nhưng họ cuối cùng họ lại trở về với nhau. Cái duyên, cái phận ha anh Châu Thanh hả? Anh Châu Thanh khi mà quay lại đó thì anh chị cảm thấy là mình sống với nhau là vì con cái, vì cái nghĩa, hay là lúc đó tình yêu nó có còn như lúc trước không anh? Lúc đó sao trở lại thấy nó yêu hơn hồi trẻ nữa. Đúng rồi, mạnh hơn chứ. Phải mạnh hơn, 10 năm thử thách. Bây giờ anh chị yêu nhau mạnh liệt lắm, đi đâu cũng tay trong tay nha. 10 năm với 10 cây vàng nữa. Chắc tới giờ không trả cho nên chị mới đi theo. Chị khóc thôi, chị kiếm cách thì đòi. Chúng tôi phải nói là phải trân trọng cái tình yêu của anh chị đã qua sóng gió nhưng cuối cùng lại trở lại nhau. Chúc mừng điều đó. Đến ngày hôm nay thì có thể nói đó là một cái nỗ lực và một cái tình, cái nghĩa của anh Châu Thanh và vợ anh ấy. Rồi, cảm ơn anh Châu Thanh rất là nhiều. Thanh cũng xin cảm ơn. Đây, hai bên. Siết chặt vòng tay. Dạ. Tình nghệ sĩ là như vậy ha. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. Chúc cho các cháu thật nhiều sức khỏe và đặc biệt là cháu Châu Ngọc Tiên sẽ theo con đường của ba và sẽ nổi tiếng như ba vậy và hát hay như ba vậy, được nhiều người yêu mến như ba vậy. Cảm ơn em. Dạ. Thật là mừng quá hôm nay được gặp lại tất cả những anh em đồng nghiệp của mình. Cảm ơn tất cả, cảm ơn đài đã cho mình có nhịp cầu hôm nay được gặp anh em đồng nghiệp, rồi gặp tất cả quý vị và được chia sẻ chuyện tình 10 năm tình cũ nữa. Rồi chúc tất cả thật nhiều sức khỏe ha. Bây giờ thì chúng ta cũng đang lân lân cảm xúc về giọng hát của nghệ sĩ Châu Thanh, của câu chuyện tình của anh ấy. Còn bây giờ có lẽ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta nghỉ ngơi một vài phút rồi chương trình Hát Câu Chuyện Tình sẽ quay trở lại nha. Chào quý vị.
Bởi vì cái mục đích mà em bảo vệ con em và để cho nó ra đời một cách tốt nhất, đó là cái mục đích lớn nhất của em trong lúc đó. Và em sẵn sàng chấp nhận là nếu em có làm sai điều gì với mẹ em, gọi là bất hiếu, nếu đúng ra là bất hiếu, thì cái quả báo đó em sẽ nhận. Khi mà em đã đợi rồi thì anh ấy ngờ từ từng chi tiết một đấy. Anh có làm gì nhanh không em? Bị tiếng sét ta cứ nói luôn, em ơi, anh ơi, em yêu em, anh đi. Không, nói vậy đàn ông sợ. Đâu có sợ đâu. Sợ. Bây giờ thời buổi hiện đại được. Anh ơi, em yêu anh đi. Làm sợ.